em lại đưa thẳng ra luôn chưa? Không, em lại đưa thẳng ra luôn chưa? Này cũng khỏe rất nhiều, giãn người rất nhiều lắm, tôi giãn là rất thoải mái. Còn chống mặt đó, còn chống mặt, còn chống mặt không? Hết chống mặt luôn. Hồi nãy thầy hết tê chống mặt luôn. Nửa người á, thì bây giờ thầy cảm tê nửa người, bây giờ thấy cái tê sao rồi? Thấy là giờ hết tê nửa người luôn. Rồi. Sau cái cuộc phỏng vấn chú này là không phải ở cái tầm phạm vi này mà nó sẽ lan tỏa toàn thế giới. Đó, sư đi đến với con chút đi. Ờ sao bác con quay không được chân rồi. Ê, em có một cái là sao đây, sao đây, sao đây. Rồi bây giờ gạch đã thuộc về đồng. Không ra, đi được, đi được. Đi được không? Không gạch, không gạch, không gạch. Không gạch, không gạch, không gạch. Rồi, rồi. Ừ. Nếu mà nhớ khi mình đi á, mình hai tay mình đấm vô trong đuôi đi. À đấy, đấy thầy đang tả lại cái cảm giác họ khi là đi là giống vậy, như này, như này, như này, đúng không ạ? Đó. Đi thôi, 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 thoải mái. Mà bây giờ bước dài được rồi. Ok. Té hoài á. Chống tay hoài là nói vậy. Té hoài sợ. Chở thật có đặt bàn rồi. Dạ. Thay nhiên thì cho người dân tình rồi vậy. Dạ. Rồi thôi bây giờ cố gắng là cứ từ chầm đá. Vâng, chuyền đá nhiều. Chuyền đá, ở đây cho con hướng dẫn này nhé. Nhìn vào cái màn hình về hàng kính ấy. Rất là được luôn. Rồi. Rồi. Bây giờ cúi có được không ạ? Cúi rồi nằm đo chân luôn. Chỉ để chạy ra kia kìa. Nhìn cái màn hình ấy, vừa đi vừa nhìn màn hình ấy. Đó, từ ngoài chút từ ngoài. Rồi bây giờ cho nằm đo chân. Tắt đi nằm đo chân. Đó hơn. Đây này hai chân này đấy, khi mà nằm sấp á thấy rõ một chân dài một chân ngắn nha, chân cao chân thấp. Rồi rồi xong giờ. Bên này ngắn chút xíu thôi, thấp mấy ly thôi nha, lệch chút xíu. Đây là vòng xưa đi lại đi. Trên cao trên thấp đó. Bây giờ sư thấy sao? Thấy nhẹ hơn này ha. Dạ. Thế chắc là phải làm nữa thì đi nên khỏe hẳn rồi. Nhưng mà nhẹ rồi đúng không? Dạ, cảm ơn sư. Sư đi lại xem sao. Một chân teo cơ rồi đúng không? Teo cơ với lại mấy ngón chân bị cứng luôn. Ờ, nó tắt luôn rồi. Rồi. Bị thấp chân cao. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà đi, bây giờ đi so với lúc trước thấy sao? Thấy nhẹ hơn, cũng bội tâm tinh rồi à? Dạ rồi. Ok, thế tốt rồi. Hai lần nữa. Hai lần nữa, rồi. Ok, được rồi ạ, cảm ơn sư. Cả thế giới thầy. Hôm đi anh em.
Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.